Xin được chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình Chuyện Đàn Ông. Quý vị các bạn thân mến, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều mong muốn tìm cho mình một người phụ nữ lý tưởng để cưới làm vợ hoặc là bạn tri kỷ tâm giao. Các bạn thử tưởng tượng nếu như bên cạnh chúng ta có một người phụ nữ lý tưởng, vừa thông minh, vừa hóm mình, biết cảm thông, chia sẻ, thì như vậy thì còn điều gì thú vị bằng, đúng không ạ? Và với những phẩm chất đó thì có phải là người phụ nữ lý tưởng hay không? Thì chúng ta cùng trò chuyện với tiến sĩ Phan Quốc Việt để hiểu rõ hơn về chủ đề này nhé. Xin chào tiến sĩ Phan Quốc Việt ạ. Chào Bình Minh. Anh Việt này, liệu trong chương trình ngày hôm nay tôi và anh có tìm ra được người phụ nữ lý tưởng hay không? Bất cứ lúc nào cũng tìm được. Nghĩa là bạn phải tìm người phụ nữ lý tưởng hay thôi. Và đa số trong cuộc sống cũng vậy, chứ không phải phụ nữ lý tưởng. Thì có hai cái, người ta đi tìm cái mình thích, hoặc là kiếm cái mình có để mà thích, hoặc là phải thích cái mình đang có. Thì tìm rất dễ, nếu bạn tìm cái đẹp trong người phụ nữ mình đang có, nghĩa là thích cái mình đang có, thì đấy là lý tưởng nhất. Vâng, thế thì còn người phụ nữ lý tưởng trong cuộc đời anh là phải như thế nào? Hội tụ những yếu tố nào? Trong cuộc sống ta phải chấp nhận rất nhiều thứ. Và ta chọn cái gì lý tưởng nhất, quan trọng nhất, nghĩa là hệ giá trị 1, 2, 3, 4, 5. Xong anh cho cái giá trị nào quan trọng nhất, thì đấy, chọn được người phụ nữ có cái giá trị ấy. Còn các giá trị khác anh phải chấp nhận, phải cùng hợp tác để thay đổi. Nhưng các giá trị nào là quan trọng nhất? Ví dụ mình lấy ngược lại đi, một người phụ nữ chẳng bảo là gì ạ, tôi phải gì thì gì, nhưng chồng tôi phải cao 1m75 trở lên, thì bắt buộc họ phải chọn mình chứ không bao giờ nó lật mình cả đấy. Vâng. Với đấy, như tôi chẳng hạn, ngày xưa vợ tôi chọn là gì ạ, vợ tôi bắt buộc phải chăm sóc con. Đúng là như thế thật, vợ tôi hoàn toàn nuôi con và chăm sóc con, tôi chỉ thỉnh thoảng ngó đến thôi. Cho nên là đến một người, đối với tôi là một người phụ nữ lý tưởng. Vâng. Theo như anh thì cái quan điểm của người đàn ông về người phụ nữ lý tưởng từ thời của anh và thời trẻ bây giờ, anh nghĩ rằng nó có nhiều sự khác biệt hay không, hay là nó vẫn có một cái điểm chung? Vẫn có điểm chung như tôi nói vừa rồi thôi. Cái điểm chung duy nhất là anh có hệ giá trị 1, 2, 3, 4, 5. Đơn giản đi. Hình đấy. Cái ngoại hình, đúng ngoại hình này. Đồng ý. Thứ hai là các tài vẻ lẻ, cái tài lẻ phải có này. Nhưng quan trọng nhất là gì ạ? Vẫn là nuôi con, chăm sóc gia đình. Quý thân mến, quan điểm về người phụ nữ lý tưởng thời 7X, 8X so với ngày xưa có sự khác biệt như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Một phụ nữ mà biết nhún mình một tí, đừng có quá tự cao, mà phải sống một cách gọi là hài hòa. Hài hòa cả từ trong gia đình, hài hòa cả ra ngoài xã hội. Mẫu tiêu chí người phụ nữ của mình là phải tốt thật sự với mình và với gia đình và với mọi người. Là như đó là được rồi. Em cũng có đặt lý tưởng rồi. Một phần là giống mẹ, là cuộc sống thì phải biết mơ mộng, thì con người mới hướng đến những cái điều tốt đẹp được. Chúng chị là sự lo lắng, hiền lành, hiền diệu. Còn phải khác, khác thì phải có khác. Tiến sĩ Phan Quốc Việt này, ông bà ta thường có câu là công dung ngôn hạnh, thì đấy có phải chăng là cái chuẩn cho người phụ nữ lý tưởng? Thì thực tế là truyền thống là bắt buộc phải như thế. Nhưng bây giờ thì có thể một số cái nó thay đổi. Ngay cả thế nào là công dung ngoại thời đại mới cũng hoàn toàn khác ngày xưa. Đấy, cho nên là bao giờ cũng thế. Từ người phụ nữ lý tưởng đến người yêu, nó bao giờ có một cái khoảng cách nhất định. Thì ta làm thế nào biến người yêu thành người phụ nữ lý tưởng? Chứ nhiều người lại chọn người phụ nữ lý tưởng rồi không yêu được, thì cũng là một cái nguy hiểm. Đấy, nhiều khi mình cứ đi chọn qua cái so đấy không? Thì mọi thứ đây là tình yêu, và sống với nhau thì bắt đầu từ con tim. Anh Việt này, vâng. Người phụ nữ lý tưởng so với quan điểm của các bạn trẻ như bây giờ, thì họ đặt cái sức mạnh của sắc đẹp lên trên. Vâng, nếu được chọn thì người đàn ông nào cũng thế. Vâng. Ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu, con cái người đấy ngồi đó. Và trong thời chiến tranh ngày xưa nữa, thì người cần một chỗ để bảo đảm cho gia đình mình và còn cái mình, thì tự nhiên cái sắc đẹp nó bị đặt xuống. Còn ngày nay thì người ta đặt cái sắc đẹp lên rất nhiều, cao hơn rất nhiều ngày xưa. Nhưng thực tế là lại nói sắc đẹp thì cũng tùy mỗi người thôi. Có người thì thích béo, có người thì thích gầy. Theo anh thì để tìm ra một người phụ nữ lý tưởng thì có phải là quá khó không? Không khó gì cả. Ngay như nó là câu với phụ nữ chẳng hạn, câu là tôi đọc trong sách thôi, tôi là lý thuyết, lúc nãy mình nói đấy. Thì không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Và ai cũng có cái nét đẹp riêng, thì cái cả hai bên, người phụ nữ phải tự làm đẹp cho mình, nhưng người đàn ông phải khai thác cái nét đẹp
của người phụ nữ lý tưởng của mình, vâng, thì tự nhiên nó thành lý tưởng. Chứ ta cứ đi tìm đi tìm đi tìm, nguy hiểm nhất là gì ạ? Phải gạn đục khơi trong, thì ta thường thường là ngược lại xem cái gì là super soi, rồi cứ soi xem có gì xấu có gì sai. Với tôi chẳng hạn, thì khi với riêng của tôi thì tôi chấp nhận, nhắc lại là một cái giá trị của tôi quan trọng nhất với tôi thì đấy là lý tưởng rồi. Còn tất cả khác là tôi với cùng với người mình yêu thay đổi một tí, và mình phải giảm một tí, người ta tăng thêm một tí, đi đến trong hợp. Còn những cái chính thì không được nghiêng, không được thay đổi, cái lý tưởng nhất không được thay đổi. Còn cái khác là bạn có thể là hai bên cùng điều chỉnh, vâng, và có lúc phải sống chung với những cơn lũ, nó không phải là lũ chính. Mình chọn người thứ ba, tức là chăm lo cho gia đình, chọn mẹ. Có cái sắc nhiều, cái đẹp đấy. Cái đó cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà mình chọn thì chọn người phụ nữ thứ ba. Em sẽ lựa chọn là một người phụ nữ biết quản lý và chăm sóc gia đình. Mẫu người phụ nữ lý tưởng của tôi là một người phụ nữ thông minh, năng động và cá tính. Người phụ nữ ngày nay thì vừa phải lo chọn trách nhiệm của mình ở ngoài xã hội, đóng góp, cống hiến. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn phải chu toàn những cái công việc ở trong gia đình, bởi vì mình vẫn là một người phụ nữ phải lo cho chồng, phải lo cho con, đúng không ạ? Và Việt nghĩ rằng là với cái trách nhiệm đó thì người phụ nữ hiện đại ngày nay nếu như được coi là lý tưởng thì chúng ta phải rèn luyện rất nhiều những cái kỹ năng trong công việc, trong đời sống, và đặc biệt là những cái cách hành xử, ứng xử làm sao để cho mình vừa cảm thấy được vui vẻ, thoải mái và mang lại niềm vui cho những người khác nữa. Anh biết anh nghĩ như thế nào khi họ được nhận làm người phụ nữ lý tưởng? Thì rõ ràng là theo tôi thôi, khi được nhận làm lý tưởng thì ai cũng hạnh phúc cả, và ai thấy sung sướng cả, ai chỉ muốn ngay ạ. Bây giờ nó bình minh là người đàn ông lý tưởng mình sướng đấy, nhìn này, đấy, nhìn mặt nó rạng lên luôn. Nhưng quan trọng nhất là gì ạ? Lại phải giữ được cái lý tưởng ấy lâu dài mới là quan trọng. Chứ nhiều người khi mà được là nhiều người ca ngợi thì quên mất là tại sao mình phấn đấu nào sắc đẹp thế nào, học hành thế nào, ngay cả học vẽ, học múa, đủ cái thứ ấy để thành lý tưởng. Rồi cái khi họ lên ngôi thì họ quên đi là giữ được mới là quan trọng. Thì phải giữ lại tiếp tục để lý tưởng hơn. Đến một cái vấn đề quan trọng hơn là mình có là lý tưởng hay không. Vâng, anh Việt này, nhưng mà có nhiều người đàn ông họ lại sợ người phụ nữ lý tưởng. Thì đấy là kẻ hèn thôi, và đấy là họ, đây là giấc mơ thôi. Nhưng mà như tôi nói là vậy, đây là lý tưởng của mình, chứ không phải lý tưởng như là theo tranh vẽ. Người nhiều người là không sống với chính mình. Nhưng lý tưởng của Bình Minh là khác, mà lý tưởng của tôi là khác. Thế là nhiều người là cứ là theo một người mẫu rồi đấy, và lại muốn có một người lý tưởng của người mẫu thì không thể được. Người lý tưởng của thần tượng của mình không thể được. Thần tượng người đàn ông là thần tượng về công việc, thần tượng về chuyện này chuyện khác, phấn đấu. Còn cái lý tưởng là phải lý tưởng của riêng mình. Cho nên ai cũng có thể là có một cái lý tưởng, người lý tưởng riêng cả, một người vợ lý tưởng riêng cả, người bà lý tưởng riêng cả. Đúng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, thì qua những chia sẻ vừa rồi của Tiến sĩ Phan Quốc Việt thì chúng ta có thể hình dung ra được những cái chuẩn mực cơ bản của người phụ nữ lý tưởng, đúng không ạ? Nhân tiện đây thì Bình Minh xin mượn câu nói rất nổi tiếng của Thi Hảo Gotter đã từng nói: vẻ đẹp không chỉ ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở nằm ở trong mắt của kẻ si tình. Mượn câu nói này để Bình Minh muốn nhắn nhủ với tất cả chị em phụ nữ: phụ nữ có phải là lý tưởng đối với chồng hay bạn trai của mình hay không, bên cạnh những cái chuẩn mực thì còn tùy thuộc vào cảm xúc và tình cảm mà nam giới dành cho họ nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Phan Quốc Việt đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Chương trình chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.